Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Vũ Official. Và chắc hẳn là các bạn cũng đã đọc tê đề rồi đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết một con tai nghe trị giá là 9 triệu đồng. Cụ thể hơn là 8.999. Nghe nó khá là chét cho một con tai nghe nhờ. Thường thì chúng ta chỉ cần có là 1 triệu để có một con tai nghe đủ dài rồi, hoặc cao cấp hơn có thể là 3-4 triệu. Nhưng mà con này nó tận tới 9 triệu lượng thì nó có gì đặc biệt không nhờ? Thì cùng mình đi vào chi tiết video nha. Về tổng quan thì tất cả những gì các bạn có cho những dòng Nova thường thì chính con tai nghe này nó cũng có như vậy luôn. Các bạn cũng có những cái vị trí nút bấm quen thuộc, chẳng hạn như là nút mà để mở cái tai nghe lên rồi kết nối Bluetooth này, hay là chuyển đổi vào chế độ nghe trong tiếng game hay là nghe tiếng đàm thoại. Ở bên còn lại thì sẽ có nút để các bạn có thể bật tắt cái micro nè, các bạn có thể tăng giảm volume nè. Và micro ở trên con tai nghe này thì sẽ được làm theo dạng là khoác ẩn đi, cho nên là nếu như bạn không để ý thì chắc là cũng không biết cái mic nó nằm ở đó luôn. Khi mà sử dụng để đàm thoại thì các bạn chỉ cần kéo cái mic ra như thế này nè, để rối thôi. Còn khi mà không sử dụng thì chúng ta cứ việc cất nó đi, giấu nó đi, nó khá là tiện lợi. Rồi, khi mà các bạn mua một con tai nghe này về thì ở bên trong cái hộp này nó sẽ đi kèm các bạn một số những cái phụ kiện của tai nghe. Cái đầu tiên hay nhất là mình thấy đó là cái PlayStation này. Thì đây sẽ là một cái rất là hay nằm ở trong cái con tai nghe 9 triệu này và mình sẽ để dành nó cho phần sau. Đi kèm với đó là sẽ là một cái cọng dây kết nối cái cộng cái PlayStation đó với lại cái máy tính của bạn. Và một cái dây nữa mình không biết nó dùng để làm gì. Đây là cái dây đầu jack 3.5 đó. Chắc là dùng để kết nối mic với lại cái tai nghe và máy tính. Và một cọng dây nữa, cũng là dây dạng tai si USB A luôn đó. Và một số thứ sử dụng. Và giao dịch chính của chúng ta đó là một con tai nghe 9 triệu. Phần chất liệu làm con tai nghe này sẽ có một phần là làm kim loại và một phần là bằng nhựa. Phần kim loại nó sẽ nằm trên phần headband này, nó được khảm lên một lớp kim loại. Và ở hai bên hông bắp tai nó sẽ là hai cái miếng kim loại như này. Phần còn lại, tức là phần ở dưới phần thanh kim loại này sẽ là một cái phần lớp bằng nhựa. Tuy là bằng nhựa thôi nhưng mà nhựa của nó là nhựa xịn nha các bạn, cực kỳ là cứng cáp luôn. Cho nên là khi cầm lên các bạn sẽ không có cảm giác bị nó quá là rẻ tiền. Và như những con tai nghe khác của SteelCD thì chúng ta sẽ có một cái phần headband, các bạn có thể tăng giảm kích thước theo kích cỡ đầu của chúng ta. Tuy nhiên cá nhân mình thấy là cái phần headband này nó không quá là to. Nếu như mà đầu bạn nó bình thường, nó không quá là to đi thì ok, bạn có thể sử dụng bình thường. Nhưng mà nếu như bạn cảm giác như là đầu của mình nó hơi to so với bình thường á, thì lúc này là mình nghĩ bạn nên ra showroom để mình đeo trực tiếp nó sẽ ok hơn. Phần đệm tai cho con tai nghe này sẽ được làm bằng chính là vải da. Nghe thì nó khá là nóng đúng không? Khi mà các bạn sử dụng tai nghe này trong một cái môi trường nó quá là nóng đi, hoặc là nó quá là khắc nghiệt và sử dụng trong một thời gian dài thì có thể sẽ gây đổ mồ hôi khá là nhiều hoặc là gây bí tai luôn. Và sử dụng nó trong một thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng bong chóc miếng da nè, cho nên là sẽ khá là khó chịu. Tuy nhiên á, là tôi sẽ đề họ dẫn cho các bạn một cái option khác, đó là các bạn có thể đặt mua một cái miếng đệm tai bằng vải lưới của chính họ ở trên website của họ luôn. Cho nên là lúc này á, nếu như mà các bạn không thích xài một cái tai nghe mà nó dùng cái đệm bằng da như này thì ok, các bạn có thể lên SteelCD để mà đặt thêm một cái miếng đệm bằng vải lưới nữa, khá là ok. Phần headband được làm theo kiểu dạng thun cơ dẻ chứ không phải là bằng da hay là được cố định trên đầu, cho nên là khi mà mình đeo chiếc tai nghe này sử dụng liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì mình không thấy có hiện tượng đau đầu hay là nhức ở phần đỉnh đầu. Và cũng vì cái phần đệm tai nó được làm bằng da cho nên là khi sử dụng trong thời gian dài các bạn cũng không quá lo cái phần âm thanh nó bị lít ra ngoài. Cũng như là con tai nghe này nó không sinh ra để chống âm hoàn toàn, nên là khi mà các bạn sử dụng thì những cái âm thanh môi trường xung quanh cũng có thể tác động lên chính các bạn. Cá nhân mình khi mình đeo con tai nghe này thì mình thấy là cái phần đệm tai của nó thực sự là ôm bo vừa cái lỗ tai của mình luôn. Cho nên là khi mà mình đeo nó trong một thời gian dài khoảng là 5 tiếng đồng hồ thì mình không thấy có cái hiện tượng đau ở vành tai gì cả. Cho nên là nếu như mà bạn cũng là một người có cái vành tai nhỏ giống mình đó thì con tai nghe này thực sự rất là phù hợp. Nếu mà nói về chất âm cho con tai nghe Nova Pro này á thì mình thấy là SteelCD họ làm nó khá là cân bằng. Tức là bây giờ đây các bạn sẽ không nghe thấy cái dãy bay của nó được đánh lên dày hay là nó quá là to đi. Cho nên á là nếu như mà bạn mua con tai nghe này về để mà trải nghiệm những cái phim hành động hay là nghe nhạc phải đã tai nè thì bạn sẽ thấy nó khá là thất vọng với chất lượng âm của con tai nghe này. Nhưng mà chẳng lẽ một con tai nghe 10 triệu mà chất âm của nó chỉ mặc định như vậy thôi sao? Thì không phải là các bạn à. Chúng ta có thể tinh chỉnh được EQ của nó trong thông qua phần mềm của SteelCD là SteelCD Sona. Thì cái phần mềm này lát nữa mình sẽ chia hết chi tiết ở phần sau nha. Rồi, thì hiện tại đây là cái tiếng mà mình được thu trực tiếp từ cái mic và các bạn đang nghe tiếng nó sẽ như thế này. Thì thực ra không biết tiếng nó như thế nào nữa. Nhưng mà ở đây là mình sẽ tinh chỉnh một chút về cái tiếng của mình thông qua cái phần mềm mà mình sẽ để dành ở phần sau. Thì ở đây là mình sẽ đổi qua một tiếng gọi là podcast đi. Đó. Thì tiếng nó sẽ khác đi một chút xíu.
đó, thì không biết là các bạn nghe thấy nó khác biệt quá nhiều hay không. Và một cái điểm hay nữa đó là phần mềm này nó có hỗ trợ là ClearScape AI Noise Cancel, tức là khởi động tiếng ồn tự động, và khi mà bật tiếng ồn này lên á thì những cái tiếng ồn xung quanh của bạn sẽ tự động được tắt đi một cách hoàn toàn tự động bằng AI luôn. Cho nên là khi này nếu như mà bạn sử dụng nó trong một cái môi trường quá đông người đi thì bạn sẽ không cần phải quá là lo lắng về vấn đề đó nữa. Thì chắc là mình sẽ tình trường trực tiếp bằng cách là mở một cái đèn nhạc, sau đó là mình bật tính năng này lên cho các bạn xem thử ha. Rồi các bạn sẽ nghe tiếng nó như thế này ha. Bây giờ mình sẽ bật cái tính năng chống ồn tự động lên. Rồi mình sẽ bật mát luôn. Đó, thì khi mà bật tính năng tiếng ồn như vậy thì các bạn sẽ không phải quá là lo về vấn đề mà tiếng ồn xung quanh có ảnh hưởng tới cái mic của bạn, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà bạn đàm thoại với bạn bè của bạn ha. Con Nova Pro này sẽ hỗ trợ đầy đủ 3 chuẩn kết nối thông minh hiện nay, có cắm dây nè, có Bluetooth và có wireless luôn. Cho nên là khi này khi mà các bạn muốn kết nối ra cái thiết bị ngoại vi khác, chẳng hạn như là PC, điện thoại hay kể cả cái máy chơi game console của bạn luôn thì nó đều rất là ok. Đi tiếp tới phần pin á thì thật sự là pin cho con tai nghe Altis Nova Pro này thật sự không quá là trâu. Trong suốt thời gian mình sử dụng thì mình sử dụng nó khoảng là 5 tiếng mỗi ngày, riêng thứ bảy chủ nhật là 10 tiếng, thì chỉ tầm khoảng là một tuần thôi là pin nó đã bắt đầu muốn hết hoặc là hết pin luôn rồi. Tuy nhiên là mình thấy là pin nếu như cái này nó không phải là một cái điểm yếu quá lớn, bởi vì khi mà các bạn sử dụng chế độ wireless hay là bluetooth á thì có thể này sử dụng điện thông qua là một cục pin nhỏ như thế này đây. Và cái điểm hay đó là khi mà hết pin thì các bạn không cần phải cắm sạc trực tiếp vô tai nghe này, mà chỉ cần nhét cục pin này vô cái base station thôi là ngay bây giờ đây cục pin của bạn đã đang được sạc rồi. Còn cục pin còn lại thì các bạn có thể chỉ cần thay vô tai nghe thôi là có thể sử dụng con lành rồi. Thường thì chỉ mất khoảng là 1 tới 2 tiếng để cục pin này đầy thôi, trong khi là các bạn có thể sử dụng cục pin này được tới là 4 tiếng. Thì mình thấy ngay lúc này đây pin nó không còn là một cái vấn đề quá là lớn nữa. Còn nếu như mà bạn thích cắm vô máy luôn á, để mà khi mà sử dụng các bạn không phải sợ hết pin hay là không cần phải thay pin á, thì ở bên còn lại nó cũng có một cái lỗ USB để các bạn có thể kết nối trực tiếp với PC luôn. Mà trong nó cứ giống giống cái gì ấy, không biết là sao xảy ra đi. Họ lại thiết kế cái lỗ USB này làm như thế này nữa, trông nó khá là kỳ. Và đây là cái base station của con tai nghe Altis Nova Pro. Thì đây là một cái tinh hoa của cả thể của tai nghe luôn mà họ TCL họ đầu tư vào cái base station này luôn đó các bạn. Thì cái base station này sẽ có rất nhiều cái hay ho ha. Thì cái hiện tại đầu tiên đi, đó là cái display đây, nó sẽ hiển thị cho các bạn đó là cái phần âm lượng ở bên tay phải và bên trái nè, cái mức độ EQ nè và cái âm lượng nè. Còn đây là cái cục pin mà mình đang cắm vô sạc á, thì hiện tại nó phải đầy rồi. Và khi mà các bạn kết nối thì sẽ hiện một cái cục pin của tai nghe các bạn luôn, và nó sẽ nằm ở góc này. Thì giờ mình chưa kết nối, bây giờ mình sẽ thử các bạn coi nha. Đây là mình kết nối nha. Đây nó sẽ hiện cái tai nghe lên lại kết nối đây, và đây là cái mức độ pin nó còn lại nha. Thì khi mà hết pin thì các bạn chỉ cần việc lấy cục pin đang sạc thay vô, xong rồi lấy cục pin này sạc là được. Và đi sau một xíu chúng ta sẽ có những cái chức năng khá là hay trên cái station này. Đó là sẽ có là cái audio option đi, và nó sẽ có là EQ đây, đó reset hoặc là custom. Đó thì cái này tùy các bạn. Đó các bạn có thể tự chỉnh được cái những cái EQ riêng của nó nè. Đó, flat nè, hoặc là burst phân kết nè, đó. Đó, khá là nhiều luôn. Và đi tiếp theo đó là cái gain flow. Cái gain này là như kiểu là cái âm thanh nó sẽ cho ra là thấp hay là bé ấy. Đó. Đi tiếp theo đó sẽ là cái ANC option, thì cái này là một cái khả năng chống ồn tự động với tai nghe. Thì cái phần này mình không đánh giá cao về cái ANC của SteelCD, bởi vì cái tai nghe này ANC nó không phải là kiểu như là các bạn bật lên là nó sẽ cắt tiếng mất chỉ xung quanh hoàn toàn luôn, mà khi là cái người sau lưng kêu các bạn vẫn có thể nghe được. Thì cái này là mình thấy nó không phải là cách âm hoàn toàn đâu. Và tiếp theo sẽ có phần là size tone này, mic volume này. Đi tiếp sẽ có những cái khác như là chế độ wireless này, hoặc là bluetooth chuyển đổi qua lại nè, layout nè, và system setting này. Thì chúng ta sẽ có là phần chỉnh sửa display nè. Đây mình thử nha. Đây có độ hiển thị là độ sáng nè, hoặc là cái dim screen nè. Đó. Và sẽ có là mic led nè, auto off, tức là không sử dụng bao lâu á nó sẽ tự động cái kết nối lại cái tai nghe này. Thế này là power saving nè, cái này sẽ giúp là bảo tiết kiệm điện cho các bạn để mà các bạn có sử dụng được pin nó lâu hơn. Đó. Và reset lại nguyên cái station luôn. Thì cái station này ngoài việc là một cái chạm sạc cho cục pin này thì nó còn có cái vai trò là dùng để kết nối tai nghe. Và mình thấy là cái station này SteelCD họ thật sự rất là đầu tư vào cái chất lượng của con station này. Đi sâu hơn về cái phần mềm đây, thì đây là cái phần mềm mình nói lúc nãy đây. Đây là phần mềm SteelCD CG của nhà SteelCD. Thì ở trong đây sẽ có tích hợp cái phần mềm nữa là cái Sona của họ. Thì ở trong cái phần mềm Sona này các bạn có thể tinh chỉnh được rất là nhiều luôn. Đó là các bạn có thể tinh chỉnh được cái EQ của từng cái dãy âm luôn nè. Hoặc là nếu như các bạn không phải là một người quá chuyên sâu về vấn đề âm thanh đi, thì cũng có sẵn những cái presets cho các bạn luôn.
như là ở đây đây là Movie Clear Dialog này, hay là Deep Bass này, đó có sẵn hết luôn. Và nếu như các bạn là người chơi game đi thì ở trong cái phần mềm này cũng có hỗ trợ cái Battle Sound, tức là cái âm thanh 360 độ của Steel City á, thì các bạn có thể tinh chỉnh được cái khoảng cách, các bạn có thể cảm nhận đây đây đó khoảng cách, hoặc là các bạn có thể chỉnh được cái hướng nè, chỉnh hướng nào các bạn sẽ ưu tiên nghe hướng nào nhiều hơn á, đó kiểu vậy. Và nếu như các bạn ở trong một cái môi trường nó quá đông người thì như nãy mình có thể hiện á, thì ở trên đây nó sẽ có một cái phần gọi là Clearcast AI Noise Cancel. Đây là một cái ứng dụng phần mềm mà khử tiếng ồn bằng AI của Steel City. Đó thì các bạn bật lên thì tiếng nó sẽ khử được tự động luôn. Còn nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể tắt cái này đi, các bạn có thể tự chỉnh thủ công dưới đây cũng được luôn. Đó. Thì mình thấy là đây là cái phần mềm ăn tiền của Steel City luôn. Họ thật sự làm rất là tốt và rất là đầu tư vào cái phần mềm này luôn. Vừa rồi là những cảm nghĩ của mình về con tai nghe Artis Nova Pro sau một ngày sử dụng. Thì mình thấy là con tai nghe này có thể kết hợp con tai nghe in game đó. Tuy nhiên là trước khi mua thì các bạn cần phải xem xét vấn đề tài chính một chút, vì hiện tại giá nó đang rơi vào khoảng là 8.999 ở trên Phong Vũ. Còn nếu như mà vấn đề tài chính nó không phải là vấn đề quá lớn với bạn thì các bạn có thể mua con tai nghe này, mình thấy thật sự rất là đáng mua. Video này là kết thúc rồi. Nếu như bạn thấy nội dung này hay thì đừng quên cho tụi mình một like, một share, một subscribe để đón xem thêm nhiều video về gaming gear của tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.